Hàng trăm lượt xe ben chạy liên tục suốt ngày đêm như vậy đã gây ra hàng loạt những vấn đề như mất an toàn giao thông, bụi bẩn, tiếng ồn và khiến đoạn đường Đinh Quang Ân xuống cấp không thể chịu nổi. Người dân ở ấp Tân Cang đã phải lập hàng rào này để ngăn không cho xe ben lưu thông. Xe ben lớn chạy ngang đây nè. Đụng với thằng em ở bên qua bên tiệm sửa xe. Tông vô bể đầu luôn. Rồi phải đi nằm viện một tuần. Có bằng cấm này rồi thì nó chạy không coi ai ra gì, nó chạy như nó trốn công an ấy. Coi như rất nguy hiểm. Một này, thứ hai là văng bụi đá vào nhà. Người đi đường rất nguy hiểm. Đó. Thứ ba nữa là đổ đất đá xuống như vậy, mưa xuống là lây lội. Để tránh đi đoạn đường vòng, nhiều tài xế xe ben đã phớt lờ biển cấm mà ngang nhiên coi tuyến đường dân sinh Đinh Quang Ân là lối đi chính ra vào mỏ đá Tân Cang thay cho lối đi chuyên dụng. Từ hôm mà có cái lệnh cấm tới giờ thì các xe này vẫn chạy bình thường. Mà tôi thấy những đề trên pháp luật có bản cấm từ đầu này, đầu ở cuối, ở các nơi đều có bản cấm. Mà sao xe các xe ben vẫn chạy kêu coi như liên tục. Đáng nói, tình trạng xe ben ra vào mỏ đá Tân Cang gây nhiều hệ lụy, đã nhiều lần được người dân phản ánh đến chính quyền các cấp. Tuy nhiên, vấn đề xe tải, xe ben nối đuôi nhau chỉ vừa giải quyết được vài ngày, thì ngay lập tức nỗi sợ hãi của người dân lại tăng cao hơn bởi tình trạng tài xế chạy xe bạt mạng trên tuyến đường này nhằm trốn tránh cơ quan chức năng. Biện pháp chế tài đủ mạnh và giải pháp căn cơ như thế nào đang rất được người dân kỳ vọng vào các cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.